hoa hội tụ, phong thi chủ đề bằng son sẽ được tiếp nối với ba màn tranh tài của Thiên Dung. Ôi nghe qua như sếp đến giờ tay. Hoài Anh Kiệt, tiếng chồng gọi vợ nỗi nhớ mong. Bà Cẩm Hò, chưa xót con thơ dài đời hoài bóng cha. Những tinh hoa của nghệ thuật truyền thống dân tộc, những tích xưa còn soi rọi đến ngày nay, tất cả sẽ được thể hiện thật sống động tươi mới với tinh thần chắt lọc tinh hoa ghi dấu bằng son. Đón xem Tinh Hoa Hội Tụ vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 2.